chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về năm dấu hiệu trúng số, giúp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Gánh lộc về nhà, đến thời giàu sang, tiền vàng nghét chật két, đổi đời cực giàu, cuối năm ăn Tết linh đình. Hoan hỷ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý cô bác anh chị và đặc biệt là quý mệnh tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 thân mến, cuộc sống là một cuộc hành trình khám phá đầy màu sắc và thử thách. Trên con đường đầy gian nan ấy, chúng ta sẽ gặp những cơn bão, những con đường gập ghềnh và những khúc quanh co khúc khuỷu. Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta cũng sẽ tìm thấy cơ hội và sức mạnh bất ngờ. Đôi khi những biến đổi và khó khăn chính là những cơ hội để ta mạnh mẽ hơn, tỏa sáng hơn, giàu sang mà dễ, đời đã không ai nghèo khổ, hạnh phúc mà dễ, cuộc sống ai muốn đơn độc một mình. Chính vì sự chiến thắng nó không dễ có được nên việc phải trả một cái giá tương xứng trong khả năng của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng quý cô bác sẽ thắng trong cuộc chiến của riêng quý cô bác, cuộc chiến mà không ai biết ngoài cô bác, dù cô bác là ai cũng mong cô bác chiến thắng. Và trong lá số tử vi ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ tới quý cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, về dấu hiệu nhận biết bạn được trời thương Phật độ, vượt qua khổ ải, trúng số phát tài, đổi đời giàu to, cuối năm ăn Tết linh đình. Vậy xin mời quý cô bác hãy cùng chú ý theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Tuổi Bính Ngọ thân mến, quý cô bác muốn được dạng chúng chú ý, nhìn người để ý mà trăm người để tâm, thì ác cô bác phải có những thời điểm nghị lực kinh người, nhưng không ai ngó, chăm chỉ vô cùng mà chẳng ai để bụng lưu tâm. Chiến thắng được sự lười của bản thân, bỏ qua được sự ảnh hưởng của bản tính, chịu đựng những điều mà người khác không phải chịu đựng, lựa chọn những cửa khó vô cùng mà người khác sẽ bỏ cuộc buông xuôi, đấy được gọi là sự xứng đáng, hay đánh đổi khi cô bác theo đuổi thứ cô bác ước mơ. Giả sử cô bác đã chiến và đã đấu, đã cố và nỗ lực, thì dù thắng hay thua, dù được hay mất, cũng không còn là thứ đáng để cô bác phiền lòng. Bài toán ở đây chỉ đơn giản là cô bác mong muốn cuộc sống tốt hơn, điều kiện nhiều hơn, nên cô bác lăn ra mà làm, liều mình mà kiếm. Thua cho cô bác không đủ giỏi, hay do thời thế không đủ thuận, dù thế thì bạn hãy cứ ngẩng cao đầu nhé, chứ đâu có điều gì mà phải cúi mặt không dám nhìn ai. Ngày hôm nay rất khó, ngày mai sẽ còn khó khăn hơn, nhưng ngày kia biết đâu sẽ có đường đi lối lại một cửa để thoát khỏi sự ưu phiền. Vấn đề là thường chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay buổi sáng ngày hôm nay, cho nên sẽ chẳng bao giờ ta biết được bức tranh ngạn dĩ phía sau là như thế nào khi ta cố đến cùng. Nếu cô bác để những lời nói của thế nhân định hình hành vi, lối sống hay cách suy nghĩ của cô bác, tức là cô bác chưa bao giờ thật sự trưởng thành và là chính mình trong cõi nhân gian này. Chúng ta hãy luôn nhớ một điều, cô bác là duy nhất trên trái đất có 8 tỷ người này. Chỉ cần cô bác có thể tự vấn lương tâm, chắp tay cúi lạy các đấng thần linh vô hình mà không nhiều áy náy, vậy hãy ngẩng cao đầu mà sống, cặm cụi dần mà bước. Còn thế nhân nghĩ gì, nói gì, sân hận gì, đừng quá quan tâm, đừng tính toán, về xem mệnh tính giận khi không đạt đủ các điều kiện sau đây nhé. 1. Là cô bác không đủ nhiều để xem mệnh vô dụng. 2. Là trình không đủ giỏi tính giận vô dụng. 3. Là chi không đủ lớn, hành vi không đủ trầm, nỗ lực không đủ sâu, nhiệt huyết không đủ cháy, thì nói thế chứ bói nữa thì cũng chỉ là trăng dưới nước đẹp. Nhưng không thật quyền ảo mà chẳng ở trong tay, tâm người cuối cùng là phong thủy lớn nhất cuộc đời, cũng chính là yếu tố quyết định cô bác có thể đạt được vị trí nào trong cõi đời này. Cho nên trước khi theo đuổi những thứ vô hình mờ mịt, hãy đảm bảo rằng cô bác đã hết mình cho những điều mà cô bác mong mỏi. Bính Ngọ à, thế gian này rất tăm tối, và bản thân cô bác có thể dễ dàng bị bóng tối tấn công, nhưng chính vì thế mới càng chứng tỏ cô bác quang minh chính đại. Cho nên đừng để hận thù tham sân si nhé, mà làm ảnh hưởng đến tâm trí đó. Có hai sự lựa chọn của cô bác: tri nhân giả trí. Tự tri giả mình, tức biết người khác là chí, còn tự biết mình chính là sáng, đôi khi chỉ là giản đơn như vậy. Và trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về tổng quan tính cách của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 như sau. Ngựa là loài vật đại diện cho sự giản dị và nhanh nhẹn. Con vật này là dấu hiệu thứ 7 trong tử vi chim tinh học phương Đông. Họ là người độc lập, vui vẻ và thân thiện. Tuổi Ngọ này cũng có thể khá cứng đầu,
Và khi tức giận thì có khuynh hướng không làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình. Họ hầu hết là những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Bản chất lạc quan và thể chất mạnh mẽ của họ kết hợp với một cách nhìn nhạy bén, họ luôn nghĩ ra những ý tưởng mới. Họ thích giúp đỡ bất cứ ai và bất cứ điều gì trước mắt mình, bao gồm cả việc yêu thương bản thân mình. Tuổi Ngọ đa số sẽ là một công việc tốt. Họ muốn thành công, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một người cầm tinh con ngựa. Họ là một người thích vui chơi, cần hoạt động về thể chất lẫn tinh thần để mở rộng tầm nhìn. Tuổi Ngựa thường là người linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi đột ngột và môi trường mới. Hầu hết các tuổi Ngựa đều có đặc điểm cá tính giống nhau. Tuổi Ngọ được coi là con giáp vô mục trong 12 con giáp. Người sinh tuổi Ngọ luôn tới lui từ chỗ này sang chỗ khác, nhảy từ dự án này sang dự án nọ. Họ là người ưa thích sự đổi mới, ham hoạt động, thích độc lập, khó thích ứng với công việc, có tính cố định và nhàm chán. Người sinh năm Ngọ rộng rãi, hào phóng, mẫn tiệp, trang điểm hợp thời, giỏi đối đáp ngoại giao, sức quan sát tốt, đầu óc nhanh nhạy, cởi mở, dí dỏm, lý thú, thích tự do đi đây đi đó, không chịu sự ràng buộc vào bất cứ cái gì, thích làm việc theo sở thích, hay thay đổi, dễ đam mê và cũng mau chán. Khi nóng nảy, khi bị chọc tức thì lửa giận bừng bừng, xong cũng hết giận rất nhanh. Người có cung mệnh này thường khá bốc đồng, họ không chịu nổi những gì tẻ nhạt rập khuôn. Họ có khuynh hướng rất thích đi xa và không dừng ở đâu lâu được. Màu sắc họ yêu thích là vàng và cam, tất cả hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu. Điều này đã tạo nên một sự thoải mái, tinh tế mà chân thành, phù hợp với cá tính của bạn. Tuổi Ngọ ưa hoạt động, họ làm việc không mệt mỏi để hoàn thành công việc, nhưng đó phải là thời hạn do chính họ đặt ra. Tuổi Ngọ có biệt tài tính toán nhanh như chớp, có thể phân tích tình huống và con người trong nháy mắt, nhưng đôi khi lại quá nhanh, cho nên đã hành động trước khi nhìn thấy toàn bộ vấn đề. Có khả năng đảm nhận nhiều việc cùng một lúc, họ thường xuyên bận rộn và thích được thử sức mình. Chính vì thế họ có thể bị kiệt quệ sức lực, tinh thần lẫn thể xác. Tuổi Ngọ có tham vọng và tự tin vào khả năng riêng, họ chẳng mảy may quan tâm và xem người khác nghĩ gì và giỏi tránh né vấn đề. Đôi khi họ kém kiên nhẫn và dễ nổi nóng. Dù rằng họ chẳng mấy khi thù oán ai, cá tính xúc động sẽ thiếu những suy nghĩ và chín chắn, cho nên hay bỏ lỡ những cơ hội tốt. Trời sinh ra họ có cá tính đa biến, nhất là họ lại có đặc điểm thích mới nới cũ. Họ thường tỏ ra hiếu kỳ, mãnh liệt trước bất kỳ công việc mới mẻ nào, không thích những công việc đơn điệu, ít thay đổi. Do cá tính thẳng thắn, cho nên có chuyện gì tuổi Ngọ thường hay bộc lộ ngay. Họ không thích những ai tính tình thăng trầm, lắm mưu mẹo. Họ thích sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời, có chí tiến thủ hết mình trong công việc, nhiệt tình, thân ái trong quan hệ. Ở họ luôn bùng lên một sức sống tươi trẻ, khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái. Họ cũng là người có lòng chính nghĩa, yêu ghét rõ ràng, thông minh, lanh lợi, phản ứng nhanh, có giác quan thứ sáu nhạy bén, vui vẻ, hòa đồng. Họ luôn được nhiều người yêu mến và có nhiều bạn tốt. Mặc dù hơi thất thường, họ luôn là người thân, người yêu, người bạn chân thành và đáng tin cậy. Người sinh năm con ngựa thường có cá tính phóng khoáng, không căng cơ, có năng lực suy nghĩ độc lập và ít để bụng. Họ có lòng tự tin cao, đối nhân xử thế tốt, gặp việc gì họ cũng thường bắt tay làm ngay, không chần chừ do dự. Nhưng chính sự nhanh nhẹn đó lại cấu thành điểm yếu của họ, nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Tính thiếu kiên nhẫn này khiến cho tuổi Ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Nhược điểm lớn nhất của tuổi Ngọ là tính tình nóng nảy, gấp gáp, cố chấp không lường đến hậu quả. Họ hay dao động khó ràng buộc, đứng núi này trông núi nọ, có lúc ham muốn lớn nằm ngoài cả khả năng sức lực của bản thân. Họ luôn lấy việc giúp người khác làm vui, không thể khước từ lời yêu cầu của người khác, cho nên thường vì đôi lời tán dương mà đáp ứng quá nhiệt thành. Trong trường hợp thiếu suy nghĩ kín kẽ thì họ hay hành sự theo kiểu cảm tính, làm những điều không sao hiểu nổi. Đây cũng chính là một trong những nhược điểm lớn nhất ở họ. Họ là người có tinh thần độc lập cao, cho nên sớm lập được sự nghiệp cho riêng mình. Nhiều ví dụ cho thấy tuổi Ngọ thời trẻ thường xa gia đình, dù ở nhà tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Họ thà nắm chắc tình huống trong tay mình trước, chứ không chờ đến kẻ khác tác động hoặc cho ý kiến, học giỏi tự lực cánh sinh, dũng cảm xông lên phía trước, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để vượt qua người khác. Tính một thân một ngựa này sẽ khiến cho họ dễ thành công hơn. Họ cũng là người luôn luôn lạc quan, cho dù gặp phải khó khăn, thất bại, do vậy họ sẵn sàng quên đi quá khứ để hướng về tương lai,
làm lại từ đầu, tạo dựng sự nghiệp. Trong quan hệ xã hội hay quan hệ làm ăn, họ là người chân thành, đáng tin cậy, đúng sai phân minh rạch ròi, lòng dạ rộng rãi, dám xông vào hiểm nguy để giải quyết vấn đề khi gặp sự cố, tuổi Ngọ có tinh lực dồi dào. Ưu điểm nổi bật của họ là rất tự tin khi gặp buổi tụ hội hay hoạt động nào đó, họ thường hay trau chuốt ngoại hình, ăn mặc vừa đặc biệt đẹp đẽ và giản dị, tiện lợi, thông minh, hòa đồng, hoạt bát, đầy nhiệt huyết và luôn tràn trề sinh lực. Tuổi Ngọ thường là trung tâm của những bữa tiệc, những cuộc hội họp, họ thích sống trong môi trường sôi nổi và vui vẻ. Trong các buổi tiệc tùng thì bạn sẽ thấy tuổi Ngựa là tuổi thường hay có mặt nhiều nhất. Họ cũng là người rất hiếu khách, thích những bữa tiệc thân mật, ấm cúng và vui nhộn. Họ giao tiếp rộng, nhiều bạn bè, mỗi ngày lại kết thêm bạn mới, tuy nhiên lại chẳng bao giờ dựa dẫm vào người bạn này. Tuy nhiên, có một điểm lạ là tuổi Ngựa hay cảm thấy mình hơi thua kém bạn bè chút đỉnh, nên hay thay đổi nhóm bạn chỉ vì vô cớ. Cảm thấy mình có gì không hoàn chỉnh lắm, tuổi Ngọ thích các hoạt động rèn luyện về trí tuệ và thể chất. Mọi người có thể dễ dàng nhận ra tuổi Ngọ trong đám đông qua cử chỉ nhanh nhẹn, tao nhã và cách nói năng từ tốn của họ. Họ cũng phản ứng rất nhanh, quyết đoán và rất kịp thời. Ngựa thuộc vào các con giáp nằm phía đông, đại diện cho các công tử hào hoa phong nhã, thích hưởng thụ, và các tiểu thư yểu điệu xinh tươi. Họ ưa thích sự náo nhiệt, đối xử với mọi người khẳng khái rộng rãi. Họ làm việc linh hoạt, cũng giống như quan điểm về tình yêu của họ, vậy hơn nữa còn rất nhạy bén, cơ động luôn chi phối người xung quanh. Tuổi Ngọ thường rất khéo tay, nhưng họ cũng thường hay bỏ dở công việc khi có những thứ khác thu hút sự chú ý của họ hơn. Điều cần bổ túc lớn nhất cho tuổi Ngựa là phải tập cho tâm tính hòa nhã, có như vậy mới không bị chao đảo và thấy rằng hạnh phúc trong đời là ngay đây, không phải đâu xa. Nhìn bề ngoài họ có vẻ ung dung tự tại, song bên trong họ lại hay nóng vội, thiếu kiên nhẫn, hay phán đoán sự việc bằng ấn tượng đầu tiên dựa vào trực giác, suy đoán tương lai. Song điều kỳ lạ là trực giác của họ rất ít khi sai. Nhược điểm của tuổi Ngọ là khi gặp chuyện thì nóng nảy, cố chấp, tính khí quá mãnh liệt, nhưng chuyện qua rồi thì quên rất nhanh. Còn nữa, họ không thể nhận thức một cách tỉnh táo về nhược điểm của mình và khó sửa chữa thiếu sót trong một thời gian ngắn. Điều này đôi khi khiến họ có thái độ thiếu tôn trọng người khác, thậm chí gần như thô bạo. Anh ta luôn yêu cầu người khác làm việc với tốc độ nhanh giống mình, khi không đạt được hiệu quả như dự tính thì lập tức cào nhào, luôn miệng tỏ vẻ không vui. Anh ta thường thỏa mãn với thành tích nhỏ xíu một cách ấu trĩ rồi chìm đắm trong đó, hơn nữa còn hay quên làm việc lơ đãng, thiếu tập trung, đôi khi còn sai giờ không ăn khớp. Tuổi Ngọ thường thích gì làm nấy, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, thích bạn bè, người thân dây quanh phục vụ cho mình. Mẫu người này luôn hướng người khác theo suy nghĩ của mình. Bằng những lời lẽ đầy sức thuyết phục, khi trình bày suy nghĩ của mình, anh ta thường khoa chân múa tay và chưa nói hết toàn bộ những gì chất chứa trong lòng thì chưa chịu thôi. Tuổi Ngọ rất khó thích ứng với thời gian biểu cố định do người khác đặt ra. Hơn nữa, họ thiếu tính nhẫn nại khi phải theo một khuôn khổ nào đó, không thích hợp với các công việc đơn điệu, trùng lặp, thiếu biến hóa. Nếu phải là làm việc một nơi cố định, lặp đi lặp lại, họ sẽ không phát huy được hết tài năng và cảm thấy đó là điều bất hạnh, không sao chịu nổi. Cho nên tốt nhất hãy cho họ làm các công việc có tính năng động và sáng tạo như nghệ thuật, văn hóa, học thuật, tôn giáo, báo chí, xuất bản, biểu diễn, phục trang. Ngoài ra, họ cũng thích hợp với công việc dạy học, cố vấn, nhà tâm lý phiên dịch. Trong những công việc khó khăn, họ luôn tìm ra phương cách tối ưu, đạt hiệu quả cao nhất. Sự linh hoạt, óc nhạy bén và khả năng học hỏi nhanh giúp họ có thể phù hợp với hầu hết các ngành nghề đặc biệt. Khả năng ngôn ngữ của họ rất sắc bén, tinh tế, vì thế họ có thể hoạt động rất tốt trong những lĩnh vực truyền thông, giao tiếp, doanh nhân. Sinh năm Ngọ là người nhạy bén, giỏi nói, giỏi giao tiếp, khi biện bạch rất có logic, hành động của họ nhanh nhạy, có đầu óc quan sát thị trường và những sự biến động của nó để tìm ra quy luật đúng. Anh ta sẽ nghĩ nhiều, chú ý mang tính xây dựng, tìm ra những cao chiêu để giải quyết vấn đề. Tuổi Ngọ giỏi tháo gỡ những sự việc rắc rối như mớ bòng bong, cho nên nếu bên cạnh bạn có một tuổi Ngọ giúp sức, chắc chắn bạn có thể yên tâm giao hết mấy chuyện phức tạp, rối như tơ vò cho anh ta giải quyết. Khi được quyền tự do xử lý những việc đó, anh ta sẽ đạt được thành tích cao, nhưng hãy nhớ luôn luôn thúc giục đôn đốc, bằng không anh ta sẽ lơ là không chú tâm. Tuổi Ngọ là người có chí tiến thủ, giàu tinh thần tự lập,
tự cường, đây cũng là người dũng cảm, không ngại gian khổ và thử thách. Trong quan hệ làm ăn, doanh nhân tuổi Ngọ khá chân thành, đáng tin cậy, họ luôn giữ chữ tín với bạn hàng, họ cũng không ngại khi phải đối mặt với hiểm nguy để giải quyết vấn đề. Nếu có sự cố nảy sinh, doanh nhân tuổi Ngọ là người nhanh nhạy trong cả lời nói và hành động, họ giỏi quan sát thị trường, cũng như nắm bắt sự biến động của nó để tìm ra hướng đi đúng cho công việc của mình. Họ cởi mở, vui tính, thích sự tự do và luôn muốn được làm việc theo sở thích. Nhược điểm của doanh nhân tuổi Ngọ là thiếu kiên nhẫn, thường đứng núi này trông núi nọ. Nữ doanh nhân tuổi Ngọ là người ham hoạt động, họ cũng có khả năng đảm nhiệm và thực hiện nhiều công việc khác nhau trong cùng một thời gian. Thuở nhỏ tuổi Ngọ thường gặp nhiều hoạn nạn trắc trở, hoàn cảnh cuộc sống cũng không thật tốt. Chính vì thế nên thời kỳ thanh niên sau này của bạn cũng bị ảnh hưởng. Thời thơ ấu, bạn gầy gò ẻo lả, cho nên hay có bệnh tật. Cha mẹ bạn có thể vì những trăn trở của cuộc sống nên không săn sóc bạn được, thiếu sự quản giáo của cha mẹ, cho nên bạn thường gây ra những rắc rối nhỏ, chẳng hạn như bị thương ở tay chân, khiến cha mẹ giật mình. Còn đến thời kỳ thanh niên, những vấn đề khó khăn bạn phải đối mặt cũng rất nhiều, chẳng hạn như học hành, xin việc, thường khiến bạn cảm thấy mọi việc mới gian truân làm sao. Đến thời trung niên, bạn cũng hay gặp những trắc trở, tương tự vì thời trẻ. Bạn thường rời xa gia đình kiếm tìm lý tưởng ở bên ngoài, những thất bại liên tiếp khiến bạn càng thất vọng hơn nữa, nhưng tuổi già của bạn khá êm đềm, hạnh phúc. Về mặt tài vận, vì bạn thường nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực, nên bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, đó là nhờ các mối quan hệ ngoại giao rộng. Thái độ viên mãn về cuộc sống đã đem lại phúc tài cho bạn, tuy nhiên bạn không kiếm tiền dựa vào các phương pháp thiết thực và ổn định, cũng không lợi dụng các khoản đầu cơ kinh tế để làm giàu. Bạn dựa vào các mối quan hệ ngoại giao của bạn, làm việc nhờ môi giới rất thiếu tính ổn định và không đáng tin cậy, nên bạn không có nguồn thu nhập cố định, thậm chí còn chịu cảnh túng thiếu trong suốt cuộc đời. Bạn đạt được nhiều thành công và cũng không ít thất bại, mọi thứ đều dễ biến đổi. Bởi vậy, bạn nên hiểu rõ cái vận thế lên nhanh, xuống mau của bạn. Nếu bạn lơ là thiếu thận trọng giây lát, rất khó khả năng khiến bạn phá sản, thậm chí chẳng còn đất dung thân. Bạn phải thận trọng hơn nữa. Chỉ cần bạn kịp thời nắm chắc bản thân, nắm chắc thời cơ, thành công ở ngay trước mắt bạn. Trong công việc, đứng trước khó khăn, thử thách, tuổi Ngọ không bao giờ sợ hãi lùi bước. Ngược lại, càng khó khăn, họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy, những lúc gặp phải gian nan khó khăn, tuổi Ngọ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tuổi Ngọ năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với đam mê công việc. Họ dường như không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Ngược lại, tuổi Ngọ còn có thể giúp đỡ nhiều người nghèo khổ, có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Để đạt được thành công thì bạn đã phải trải qua không ít khó khăn, thất bại và cả sự tuyệt vọng. Khi họ nhận ra những thay đổi nhanh chóng luôn khiến họ rơi vào tình thế khủng hoảng, thì cũng là lúc tuổi Ngọ quyết định thay đổi bản thân, kiên trì bước tiếp trên con đường mình chọn, dù có đầy chông gai gian khổ. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết về 4 phương diện cuộc sống của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 như sau. Xét về phương diện sự nghiệp, theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, trong thời điểm này quý mệnh sẽ tìm được nhiều cơ hội để có thể phát triển trên con đường công danh, sự nghiệp. Nguyệt lệnh ở đất Lâm Quan cho thấy, những chú ngựa hoàn toàn có thể đạt được thành công bằng chính sức mình. Sự chăm chỉ cần cù giúp bạn trở nên nổi bật hơn hẳn những đồng nghiệp xung quanh. Quý mệnh sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để hoàn thành công việc. Dù được giao nhiệm vụ khó khăn đến đâu, bạn cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, nhờ thế mà đạt được tín nhiệm của cấp trên. Thiên ấn xuất hiện, nhắc nhở tuổi Bính Ngọ cần phải đề cao sự nhanh nhạy và sáng tạo. Nếu có thể làm được điều này thì bạn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn để phát triển năng lực của mình, gợi mở được thêm những lối đi trong tương lai. Thiên đức quý nhân sẽ giúp bạn trong việc mở rộng thêm cơ hội phát triển. Chính vì thế, bạn hãy tận dụng những mối quan hệ sẵn có để tạo bàn đẩy cho mình, chớ nên bỏ lỡ nguồn tài nguyên quý giá bên cạnh. Xét về phương diện tài lộc, đường tài lộc của quý mệnh Bính Ngọ đang có thu nhập khá bình ổn. Trong thời gian từ nay đến Tết 2024, tài chính ổn định, tiền bạc không phải là vấn đề cấp thiết mà bạn cần phải quan tâm trong thời điểm này.
Quý Mệnh biết cách để cân đối thu chi của mình, cho nên trong thời điểm này, dường như bạn không phải đối mặt với tình trạng thu chẳng đủ bù chi, vẫn bình tĩnh để tính toán xem chi tiêu như nào cho hợp lý. Quý Mệnh có kế hoạch cho từng bước của mình. Trong tháng có thể sẽ kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái để đáp đổi thêm, bù đắp những thiếu hụt về tiền bạc do có những khoản chi tiêu bất ngờ ngoài dự kiến. Để hạn chế tiền bạc mất mát theo thời gian, Quý Mệnh lúc này nên tránh để nhiều đồ đạc bừa bãi ở góc đông nam trong nhà, nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa thoáng đãng, sạch sẽ, đón tài khí về nhà. Xét về phương diện tình duyên, xem tử vi khoa học nhận thấy, bách diệt chủ đào hoa giúp tuổi Bính Ngọ có cơ hội thoát kiếp độc thân. Trong khi đó, người có đôi rất thuận lợi trong việc kết nối giữa hai người. Không những thế, cả hai có nhiều hành động, lời nói được lòng hai bên nội ngoại. Thời điểm này cũng thuận lợi cho ăn hỏi, cưới xin, hôn lễ tổ chức vào dịp này có nhiều cơ hội mang tới tình yêu lâu bền. Hôn nhân hứa hẹn sẽ hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Đây là thời điểm tuyệt vời để người độc thân thực hiện bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất xa lạ. Chính vì thế, bạn hãy để con tim dẫn dắt bạn trong lúc này, đừng quá lý trí mà so sánh thiệt hơn. Điều tuyệt vời đang chờ đón bạn phía trước. Người đã có gia đình được bạn đời hết sức hỗ trợ. Nếu có băn khoăn trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy chia sẻ để có được lời khuyên hữu ích. Xét về phương diện sức khỏe, tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng sức khỏe của bạn trong thời điểm từ nay đến Tết 2024 cho dù không quá xấu nhưng cũng không tốt cho lắm, chủ yếu do bạn xuất hiện tình trạng lao lực hoặc thậm chí bệnh cũ tái phát. Bởi công việc bận rộn, tháng này có nhiều việc phải làm lại, đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai, nên áp lực tinh thần của Ngọ khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Mỗi lần say việc là bạn quên hết giờ giấc ăn uống, không đúng bữa nên rất dễ đau dạ dày. Bạn lúc này cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được, cho nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp nếu bạn không muốn bệnh bị nặng thêm. Quý cô bác anh chị thân mến, Phật duyên là một loại tâm cảnh bình hòa, giúp con người ta được hạnh phúc và an nhiên trong cuộc sống. Khi được căn lành và thần Phật Phật độ trì che chở thì sẽ vượt qua được mọi cám dỗ và khổ đau, để trong lòng luôn hạnh phúc, an yên và bớt âu lo phiền muộn. Và sau đây là một vài dấu hiệu chứng minh bạn là người có căn lành được Phật che chở độ trì. Vậy hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video để nhận phúc báo quý cô bác anh chị nhé. Thưa cô bác, trong đạo Phật thì chúng sinh ai cũng có Phật tính, nghĩa là trong mỗi người đều có một liên hệ tâm linh với Phật. Phật tính là bản chất vốn có của chúng sinh, nó không tự sinh ra và cũng không mất đi, chỉ có thể bị che mờ bởi dục vọng, si mê và thù hận. Người ta tìm đến cửa Phật để thân vững tâm an, thế nhưng ai cũng là người có căn duyên với Phật, con người được ví như ngọc trong đá. Nếu không mài thì không thể phát sáng được, một người có thể tự tôi luyện bản thân để ngày nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý. Nếu bạn tự rèn luyện bản thân thì có nghĩa là tự giao duyên với Phật, là người có Phật duyên. Dưới đây là những dấu hiệu bạn là người có duyên được Phật che chở và phù hộ. 1. Người có búi tóc dày và lớn. Trong nhân tướng học, tâm và tướng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chính vì thế, khi xem tướng, người có căn tu, người có số đi tu thì tâm kinh sẽ ảnh hưởng tới tóc tâm, và tóc có mối quan hệ tương hỗ nhau. Niềm tin của Đức Phật khác với người thường nên tạo hình tóc cũng khác, đó là hình xoắn ốc. Chính vì thế người có búi tóc dày lớn và mềm mại thì tính tình hiền hòa, biết nghe kinh giảng đạo và có Phật duyên. 2. Người có vết gạch ở giữa trán. Khi xem tướng, người có căn tu thường có một nếp nhăn giữa trán chạy dọc từ trên xuống giống như một cái khay. Nếu khe này rõ rệt thì đó chính là khai thiên nhãn. Với người có vết gạch kéo dài xuống giữa ấn đường thì có một chút căn khí, rồi người có đường trí óc cong xuống, đây là người sở hữu tuyến đường trí não dài. Lại cong xuống thì thời trẻ rất có hứng thú với chuyện tu hành và phân tích tôn giáo, mà người này lại sớm gặp những chuyện không như ý. Tuy tinh thần suy sụp, người này thường mang số cảm bi quan nên sẽ tìm đến chốn cửa chùa để nương náu tĩnh tâm. 3. Người có ấn đường cao, nổi rõ và nốt ruồi giữa trán. Người có duyên với cửa Phật thường sở hữu ấn trục đường cao và dựng thẳng lên người này, phù hợp có chuyện tu hành mà hai chân mày to hoặc ấn đường to hơn người. Thường có dịp tới chốn cửa Phật, to hơn bản thân, với mối thâm giao rất lớn nhà Phật. Người có ấn trục đường cao thường không màng tới danh lợi như người khác, lòng luôn muốn tĩnh tâm. Bên cạnh đó,
Khi xem tướng người có căn tu Phật, nếu có nốt ruồi giữa trán thì thời trẻ thường mang tinh thần quá bi quan hay suy sụp vì chuyện trong gia đình bất ổn, công việc nghề nghiệp thất bại, tình cảm không thành, cho nên có xu hướng tìm tới chốn cửa chùa để nương náu tìm nơi tĩnh tâm. 4. Người luôn có lòng biết ơn sâu sắc. Đôi khi bạn biết ơn việc người khác đã làm cho bạn, nhưng bạn lại không nói lời cảm ơn vì cho rằng như vậy là khách sáo. Đặc biệt là đối với người thân của bạn, cứ như vậy, bạn sẽ cảm thấy mọi việc họ làm cho bạn là đương nhiên. Tuy nhiên, bạn đang đánh mất cơ hội làm cho bản thân và gia đình hạnh phúc hơn ấy. Và khi bạn nhận được sự giúp đỡ của ai, bạn cảm ơn là bạn đã ghi nhận tấm lòng của họ. Cả bạn và họ đều cảm thấy hài lòng hơn, hạnh phúc hơn. Người được cảm ơn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và họ sẽ giúp cho bạn nhiều hơn. Còn bản thân bạn thì trân trọng sự giúp đỡ của mọi người hơn. Bạn cũng sẽ ghi nhận và báo đáp lại họ. Sự tốt bụng của bạn sẽ được nuôi dưỡng ngày càng lớn và bạn sẽ có thói quen giúp đỡ mọi người xung quanh nhiều hơn. Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.